Hello guys, welcome back my channel, Emro here. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình, Emro đây. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái deck mà các bạn đã quen quá quen thuộc rồi. Nhưng mà cái meta mùa này thì mình nghĩ là deck này nó sẽ mạnh. Bởi vì là các bạn cũng biết là Spell bây giờ nó bị giảm đam thêm đến trụ. Vì vậy là các player họ cần phải đẩy quân nhiều hơn chứ họ không thể thủ và sẽ dùng Spell Cycle được. Và trong playlist của mình thì mình có hai player anh rất hay, đó là Kamikaze và Diego. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Kamikaze. Các replay của Kamikaze thì mình đã up trên kênh YouTube của mình rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì mình chưa bao giờ làm cái clip kiểu này, tức là đi bình luận hay là đưa ra những cái quan điểm của mình về video này, của những cái deck này. Ok, mình sẽ đến vào Kamikaze. Anh ta là top player đánh dây dây double pin rất hay, đặc với lại cả Diego nữa. Mình làm clip rất là nhiều rồi. Ok, chắc là đến vào lên đầu tiên Kamikaze và Kha'Zix. Với Kha'Zix thì mùa giải này anh ta thử nghiệm với những trận đầu tiên, với những ngày đầu tiên anh ta chơi với lại bowler. Và đấn là lava balloon thôi, nhưng mà mình thực sự là bowler khi mà kết hợp lava balloon mình thấy nó không hợp. Bởi vì là tốc độ đánh của một mình bowler mà khi mà defend ở phần phần dưới thì khá là không khổ một chút nào. Mình nghĩ là khi những quân support ở bên ở bên trên không thì bây giờ cần phải quân ở trên không thì sẽ hợp lý hơn, nó gọi là toàn diện hơn. Ngày xưa mình nhớ có một cái version, đó là version với lại Banky lava balloon Banky. Nhưng ngày xưa Banky là nó rất là mạnh, và những ngày mà mình phải nói là cách đây phải là 0.18 thì nó rất là mạnh. Và hiện tại thì Banky bây giờ nó yếu rồi. Ngay từ ban đầu thì anh ta đẩy Giant, theo mình ta đẩy Giant bên kia lava. Thông thường thì các player kinh nghiệm thì họ thông thường họ không đẩy lava đầu tiên, nhưng mà nhiều khi mình thấy là các player họ đẩy Golem này lava ngay từ ban đầu hay đánh cũng là gọi là no skill lắm. Tại vì chưa biết là đối phương đã có đến thì Yuen đã thả Golem với lại mọi người. Thực sự là khi mà chơi Golem mà lại chơi Lava thì thường thường nó cứ đẩy phía sau, cứ tay để thả quân tanh trước, sau đấy là đẩy quân support phía sau mà đẩy lên, từ để lên rồi. Các bạn cũng biết là Bowler thì cái thùng rộng của nó là 4 ô, tuy nhiên thì cổng bộ quả đá của nó lăn thì hình như là 6 ô. Một điều khá là thú vị về mùa meta này. Cái deck này thì chặn chặn đặt chặn quân ở dưới mặt đất khá là khó, bởi vì là có mỗi khi bowler này bị out cycle ra thì gần như là không chặn được pin một pin. Nên là khi mà Kamikaze anh ta vừa rồi khi mà Kha'Zix anh ta thả bowler thì bây giờ anh ta Kamikaze anh ta đã đặt một cái double pin for luôn. Vậy là rất được rất rất là đam. Chúng bên phải được gần còn một hai máu rồi. Rất là hay của Kamikaze, đó chính là anh ta cố gắng là cycle và đánh cả hai phía. Các bạn biết là tại sao anh ta đánh hai phía không? Tại vì là khi mà chúng ta tách được quân support của lava thì gần như lava để một mình cái lava bắp với lại sử dụng một con minions là đủ, hoặc là sử dụng một con electro. Nếu trong trường hợp là ta lên dựng chúng ta không sử dụng spell thì chỉ cần một con electro hoặc con mega là đủ để thủ một đàn lava bắp. Đấy, các bạn có thấy rằng turn này khi mà Kamikaze anh ta gần như là anh ta không đẩy sai hình, anh ta không đẩy sai hình, anh ta sử dụng cycle mega minion và electro nguyên giáp. Bởi vì là các bạn biết là tại sao anh ta không dặn thả đâu Giant, tại vì đánh các bạn biết các bạn thấy là Kha'Zix anh ta đã có Tombstone rồi thì gần như là thảm. Đấy rất là khó. Tuy nhiên trong cái tên này bom trận không nổ tới, và đây là thời điểm quyết định. Miner bắt được rồi, Bolo bắt bài rồi. Dark Queen vào, không một hit của Dark Queen không. Fireball Dark Queen. Chặn được con balloon đi, chặn được balloon. Rất tốt.
và chúng ta cần phải bộc cái Fireball nữa. Và trong cái thời điểm hiện tại khi mà Fireball, nếu mà như các bản update vừa rồi thì các bạn biết là Fireball mà một giáp là đủ rồi. Tuy nhiên thì mùa này thì chúng ta sẽ không còn cái hiện tượng đó chính là đầy Spiral Spell nữa. Và đây chính là thời điểm mà mình phải nói tiếp cận rằng là những cái deck mà đẩy quân nhiều hơn thì chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Được chưa? Đúng như mình dự đoán là khá là dần anh ta không đủ đam để cho lên một cái trụ. Đây các bạn nên nhớ là cái lượng đam mà đến trụ là nó chỉ có 2500 2250 nhá, cộng với lại giáp là 70 là 320, anh ta vẫn không đủ bụng. Mà khi mà anh ta sub cycle spell chay như vậy thì anh ta sẽ không đủ đấy. Thế thì để xoay ra và defend cái turn tiếp theo ở cái phần round. Ok, chúng ta sẽ đến vào Markov. Mình nhớ rất tốt để đánh bầu. Ok, mặt trận này vẫn đánh bầu vậy. Giant Dark Green mà gặp Xbo thì phải nói là có một cái điều khá là khó. Nếu mà anh ta giết được hai con Archer thì gần như là anh ta Kamikaze anh ta có thể thắng. Nhưng mà nếu mà anh ta không giết được hai con Archer mà cứ bị chặn bởi con Nai, sau đấy là support của hai con Archer thì gần như là Kamikaze anh ta không bao giờ. Tuy nhiên có một cái điều khá là hay ở trong cái deck của Kamikaze là anh ta có rất nhiều con để làm tank và phần mini tank. Giant làm tank này, Freen và Dark Freen là mini tank và đặc biệt có cả Ewit và Zap nữa. Đây là hai cái thẻ mà có stun reset lại. Vì vậy là cái matchup này nghiêng về Kamikaze cũng khá nhiều. Mình nghĩ là 5-5-4-5. Đấy các bạn thấy là cái turn này chúng ta có cả một con Ewit và một con Miner. Chỉ cần một turn như vậy rồi con Miner sẽ con Xbo nó sẽ quay trở lại. Đấy các bạn thấy không? Khi mà đánh tank casting kiểu này thì gần như là Kamikaze anh ta cũng không khó, rất khó để có thể vào trụ được. Mình thấy là trong cái deck của Kamikaze này anh ta cần phải đẩy một con Fiend hoặc là một con Dark Fiend để tổng nhận được cái sự đa chớp được cái thời cơ dash food của con Dark Fiend hay Fiend ấy. Đánh vào con Fiend, đánh vào con Nai như vậy thì mới có hiệu quả. Nhưng mà hầu hết thì mắc có anh ta có cả Lock hoặc cả IC Spirit cộng với là Skeleton sẽ là dùng con này để chặn chặn hai cái Dust Food của hai con Fiend đấy. Thì nếu mà là một con Nai mà chặn được và thả ra mà đúng vào cái thời điểm mà Dust Food hai con Fiend và Dark Fiend thì gần như là bay mất máu luôn. Mình nhớ là Dust Food của con Fiend nó có nghĩa 700 máu gì đấy, rất đau. Dán là rất là thông minh khi mà chặn ngay được con Ewit. Bởi vì cái khi mà các bạn không giết được con Ewit thì gần như nó đứng ở sau nó có reset lại. Và nó là một cái con supporter cực kỳ là hay ho và mạnh mẽ. Rồi đặt Prince. Không thể Fireball trong sân này bởi vì là Fireball sân này sẽ không lý, sẽ xoay quá là xoay ra hai con Archer để bị nền trước. Bởi vì là dùng Fireball để giết hai con Minion và con Dark Queen là không công lý. Nó chỉ cần chút máu thôi nhưng mà nó phía sau có thể support của Giant phía trên thì nó vẫn là coi như quả Fireball là vô nghĩa. Khi mà trong những cái matchup mà các bạn biết là spell của các bạn gần như là không thể giết hoặc không thể defend một con nào thì gần như các bạn bất lợi, hay gọi là để các bạn bị counter. Ví dụ trong cái deck của mình có Arrow nhưng mà đối phương lại có những con không chết về Arrow như kiểu là Queen này, Dark Queen này thì gần như là mình bị bất lợi thế rồi. Ta mình thấy anh ta đi cố gắng là đánh phát sinh, anh ta đẩy Queen Dark Queen nhiều hơn. Khi mà con Nai ra mà đến như thế này thì sẽ bị Minion sẽ là một lựa chọn hợp lý để giết con Nai. Và đợi khi mà đối phương thả một cái Xbo thì sẽ đẩy Giant cho Prince. Đây là Xbo đẩy lên, Giant sẽ đập thấp hơn một chút. Bởi vì Giant mà đập cao quá thì sẽ bị hai con Tesla nó sẽ ra ngoài được tích và như vậy là sẽ bị Tesla giật rất đau. Mà các bạn biết là một thương Tesla là một giây một tơ một kill này, là một giây một hit này, cộng như là đâu đó là 100 máu hay sao, rất đau. Nhưng mà có một cái điều đó là Tesla nó không có tool reset. Các bạn biết là Ewit và Electro Dragon hay là Heal Spirit
Rồi ai xin clip với lại nhưng một vài con nữa là có thằng Tune Reset nhưng mà Tesla thì không. Lock cũng là một cái thẻ mà có Tune Reset. Nhưng mà Reset theo kiểu là ví dụ các bạn nhớ là khi con tắt pin này thì con tắt pin vừa tông lên bắt đầu nó gas boost. Chừng nó bị gặp một cái lock thì gần như nó quay trở lại với lại nó quay trở lại với dash boost nên là reset lại. Nó không phải là nó sẽ tiếp tục dash boost đâu. Đây là thời điểm nhân Bailey. Và thực sự là những cái deck mà nó anh phát sinh thế này gần như là mà mình deck anh ta có lợi thế hơn hẳn. Chứ đấy các bạn thấy là cảm thấy anh ta đánh rất kinh nghiệm. Mặc dù biết là mất chắc này không dễ cho hai bên này. Với những người player mà họ đánh rẻ hơn, họ đánh defense tốt hơn thì hai bên cạnh chưa chắc là sẽ ăn được. Mình có nhớ những cái trận đấu mà Lemon Chi mà hành họ cho cái cách ăn hành thì gần như là đấy. Ok, ta sẽ đến một bắt chắc Golem. Ở đâu? Không phải Golem rồi, đây là deck Dragon Freeze, Dragon Dark Queen và Sparky. Có cả bình Elixir Polar ở Elixir Pointer. Ngay từ ban đầu anh ta đẩy Miner. Thông thường thì Miner sẽ đẩy đầu tiên, tuy nhiên thì cái bên cạnh anh ta không biết được là đối phương có bình Elixir Pointer, vì vậy là anh ta đáng lẽ ra là anh ta có thể để lại con Miner. Thực ra là deck của cái bên cạnh anh ta rất dễ đánh bởi vì là bên này có cả Ebook và cả Zac nữa, vì vậy là anh ta cũng không dại, không sợ gì, không ngại gì mà đẩy pin. Người ta sẽ đợi khi mà con đắc pin qua cầu, nhưng mà có một điều không rất cẩn thận bởi vì là bên này có cả con có cộng thường con mini ca. Mình thấy là đối phương họ thả một con mini ca hơi vội, tên này thủ rất tốt và còn nguyên cả đội hình, vì vậy đây là thời điểm mà Jennifer anh ta không thể thủ luôn với cái trụ này, và đây có thể là một sơn đồ trụ. Mình nghĩ là anh ta, Kamitech anh ta sẽ dùng một con Freeze và một Miner chặn hoặc là một cái giáp. Dùng bắt Queen để chặn Queen rồi. Mình nghĩ là Kamitech anh ta sẽ giữ lại, cố gắng giữ lại cái trụ này bởi vì là deck của đối phương gần như là không có spell to. Dùng Miner bắt một lốp rồi rất tốt. Khi mà các bạn biết là đối phương họ không có spell to thì các bạn nên là cố gắng là giữ lại cái trụ. Thì các bạn là cô khi mà các bạn cố gắng giữ trụ gần như đối phương nó sẽ bắt họ sẽ không theo hướng là phải ăn cái trụ bên trái hoặc là như nào nhỉ, hoặc là cố gắng bắt họ là phải công về phía bên phải. Khi mà công về phía bên phải thì mình còn lại rất dễ để defend nữa. Nhưng mà một cái deck mà có spell to thì một với một cái deck mà không có spell to thì deck có cái spell nó vẫn là lợi thế hơn rất nhiều. Chặn ngay được con. Con nguy hiểm quá. Một hit của Spike, một hit của Mini Becca. Nếu mà hai con Fiend và Dark Queen nó lùi chứ một nửa ô một chút nữa thì cái đến khi cái quả push dam, cái quả dam của con Sparky nó sẽ giết một chút ngay. Thì các bạn biết là Sparky, Bowler, Electro Dragon, Baby Dragon này, Wizards, Executioner là những con đánh dam last dam. Vì vậy là khi các bạn đặt những con chót là gần trụ như vậy nó sẽ đang của con mấy con đấy nó sẽ giết con luôn. Nguy hiểm quá, thế bên trái còn rất nhiều chất lớn. Nguy hiểm. Rất may khi mà có một xuất hiện của một con Equip. Bởi vì khi mà cái con tân đấy nó sẽ giữ nó như nào nhỉ? Nó giữ lại cái bàn tay đấm của con Wizards và Damien's cực kỳ là gay cấn. Chứ nếu mà mình thấy là cái turn vừa rồi khi mà công xuất hiện của một con Equip thì gần như là bay game rồi. Thôi Sparky deck này dễ hơn. Ok deck này đi. Mình sẽ review cái matchup này là matchup cuối cùng. Bởi vì là cái deck matchup kia Sparky mình thì nó không hay, mình nghĩ là không hay. Bởi vì là những cái deck mà có spell to với những cái deck mà nó deck bait như vậy, Sparky mà cái tsunami nó cũng không có ảnh hưởng,
Deck của Kami cách thì ta có lợi thế rất nhiều. Đây là một phần bắt chắc mình cũng thấy nó hay, mình sẽ bỏ qua game đấy. Ok, Fancy Golem, đây là một cái deck mà mình phải nói là... Không, đây là cái phiên bản thứ hai của Fancy Golem. Cái phiên bản đầu tiên của nó là có Arrow, có Tornado, còn có... Arrow này, có Impro Dragon với lại Night Witch. Đây là phiên bản thứ hai mà xuất hiện gần đây. Bởi vì các bạn biết là những cái mùa vừa rồi khi mà Barai hút với lại có tính nó yếu quá. Vậy là rất ít người chơi. Tỷ lệ người chơi rất ít. Đến cả con đường xin rất ít người chơi. Chủ yếu là họ chơi bằng cách nó nhiều hơn. Bởi vì là các bạn biết là mức đam của con Goblin Brother nó rất là mạnh. Đam của nó hit chết được con Goblin. Hai mươi cách anh ta muốn thắng ở cái game này là ta phải giết được con Exo Dragon. Phải giết được con Exo Dragon bằng mọi giá. Phải dùng Mega còn con Mega. Đấy, một Fireball và một đấy rồi. Rất hợp lý. Dùng Heal ở trong tâm này thì nó sẽ không chặn được cái deck, không chặn được cái matchup này. Vì gần như là một lượng cực kỳ lớn, con em hit phía sau. Rất nhiều đam đến từ con Ewe, con hai con Prince, à, còn một hai hit của con Prince. Đâu đó là 700 máu. Bây giờ lại cộng thêm 4 Eli nữa. Đây là thời điểm có thể tấn công được dai được luôn. Họ không kịp cho một con trong cái Barbara hút. Còn Echo thì cũng không thể đủ để đam luôn, không thể đủ đi fan được. Đây là một cái combo rất lớn phía bên phải và bắt con pin đẩy lên. Rất dùng dữ. Mặt trăm dễ. Những cái ngày đầu tiên của mùa giải ấy, thì nó không có nhiều matchup hay bởi vì là meta, các bạn biết là meta nó vẫn chưa hình thành. Vì vậy là chúng ta cũng cứ đi một cách từ từ. Cái mùa cái tầm gần cuối chúng ta sẽ có nhiều matchup hay hơn và chúng ta sẽ có nhiều thứ bình luận hơn. Và mình sẽ cố gắng là làm những video này nhiều hơn cho các bạn. Những người mới chơi sẽ có một cách nhìn khách quan hơn về những cách nhìn kiểu này. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ subscribe cho mình. Tuy nhiên hãy cẩn thận ở phía bên trái. Đang trong tầm này có thể mất trụ nhưng mà họ lượng cũng được phía phải cực kỳ lớn thì ấy. Các mình thấy chúng ta vẫn quan là vẫn được chủ đi mày có một việc con hiêu bắt thủ như lời là cần đủ. Ok, GG, well play. Anh em nhớ là nhớ like, share, subscribe nếu thích phần clip này nha. Và đừng quên là Kami Cách anh ta cũng có một cái channel YouTube và Facebook, có cả Twitter nữa. Tí nữa mình sẽ làm clip về Hunter, anh ta sẽ anh hay bầu. Hôm này lên cao đấy. Ok. Bye bye anh em. See you. Don't forget to give me a like, share, subscribe channel. Thank you.